chào các bạn, đây là sân bay quốc tế Nội Bài và chúng ta đang được nhìn các cầu thủ của chúng ta. Mặc đang đến đây. Đấy, ba ngay vào thầy. Đấy, gặp trưởng đoàn đây. Đấy. Các cầu thủ và ban huấn luyện thì gặp nhau từ rất là lâu rồi, cũng luyện quân với nhau nhiều rồi. Nhưng đây là thời điểm đầu tiên mà trưởng đoàn mới gặp các thành viên trong đoàn của mình, và đấy là ở sân bay. Đây là bác sĩ Choi, người mà có ơn với rất nhiều cầu thủ và bóng đá Việt Nam của chúng ta. Đấy. Điểm đầu tiên trong cuộc hành trình tại vòng loại World Cup 2022 của chúng ta đã bắt đầu. Thầy Park đang nhận vé này. Và hôm nay thì mình sẽ kể cho các bạn nghe một cái câu chuyện liên quan đến cái sự ân cần của thầy Park. Chúng ta sẽ theo dõi thầy Park trong cả một quá trình để xem thầy chăm lo cho các học trò của mình như thế nào. Và thầy cũng quan sát, cũng chỉ bảo cho từng cậu học trò cưng của mình ra sao. Đây, chúng ta đang nhìn thấy rất là đông. Thầy vẫn đứng một cái chỗ để quan sát tất cả các học trò của mình đang làm thủ tục. Đấy, và chúng ta nhìn thấy trong số đó thì có cả Xuân Trương và Quang Hải. Thầy Park sau khi nhận vé, cảm ơn và sẽ cất vé đi, chụp ảnh với người hâm mộ đương nhiên rồi. Thầy Park đến đâu là đám đông có ở đó, rất nhiều người ngưỡng mộ thầy, ngưỡng mộ tài năng, đạo đức và cái sự ân cần như một người cha của thầy dành cho các cầu thủ. Và ngày hôm nay thì trong hành trình chúng ta sẽ đi chứng minh điều này, chứng minh một cách sinh động nhất điều này. Rất nhiều các cổ động viên muốn chụp hình với thầy Park. Thầy đang nhắc nhở Văn Toàn. Đợi tí, thầy đang lát nữa thầy... Nhiều khi mình đi mình cũng phải nói với mọi người rằng là trong lúc mà thầy đang làm việc, không phải thầy không muốn chụp ảnh với các cổ động viên, nhưng thầy còn đang quan sát, đang làm việc. Đây, chúng ta nhìn thấy là thầy Park đang yêu cầu Văn Toàn là vừa phải giải quyết vấn đề liên quan đến vé mà vừa phải xem các đội viên như thế nào. Bởi vì là phải đang được thầy Park nói rất nhiều về cái chuyện đi chuyến bay này. Một superstar nữa của chúng ta này. Tất cả mọi người vào đi để cho Hải còn lên máy bay nào. Ôi ôi, ngã mà. Ôi, của thân con. Lộ diện bạn gái tin đồn. Có lẽ là chỉ có Quang Hải mới khiến cho những em bé ngã đập đầu xuống sàn với các bạn ạ. Và đây, chúng ta bắt đầu lên đường sang Thái. Đây là quang cảnh mà đường ra của sân bay Thái, tức là chúng ta đi từ máy bay để ra chỗ nhận hành lý. Đây là cái nhìn, chúng ta nhìn thấy là một cái bắt tay, một cái khoác tay thì chính xác hơn, của trợ lý Lê Huy Khoa và trưởng đoàn Nguyễn Sĩ Hiển. Đây là anh chàng mà đón toàn bộ đoàn của chúng ta. Những cái khoác tay rất là thân tình, như là người chú với người cháu. Chúng ta hãy để ý đến thầy Park. Thầy Park là người ngồi ghế 1 và ông sẽ là người ra đầu tiên. Nhưng ông sẽ đứng lại. Đấy, và ông đã yêu cầu Văn Lâm ở lại cùng với mình. Văn Lâm và kể cả Xuân Trường nữa, sang Bangkok thì không khác gì về nhà. Đặc biệt là Văn Lâm đang đá cho Mường Thông United. Đấy, và ông yêu cầu tất cả các cầu thủ chúng ta phải ra để tập trung. Tập trung thứ nhất để chúng ta điểm danh, không bỏ quên bất cứ một ai cả. Có thể là vẫn chụp ảnh với người hâm mộ, nhưng ông vẫn quan sát. Chúng ta có thể nhìn thấy ánh mắt của ông quét đi khắp nơi. Đấy, lại có thêm những cổ động viên nữa muốn chụp ảnh với thầy Park đây rồi. Có một cổ động viên rất đặc biệt bị chấn thương, chắc cũng mong muốn có một tấm ảnh với thầy Park. Rất nhiều người đề nghị chụp ảnh với thầy Park, nhưng thầy Park sẽ tập trung để làm những công việc của mình, trong đó là yêu cầu các cầu thủ làm thủ tục nhập cảnh. Và chúng ta nhìn thấy phía xa xa kia,
Lương Xuân Trường đang hướng dẫn mọi người. Vừa là người đã từng thi đấu ở Thái và cũng là người mà đi rất là nhiều, thành ra là Xuân Trường có thể rất là thông thạo. Đấy, chúng ta nhìn thấy tất cả mọi thứ không bao giờ vượt qua được cái ánh mắt của thầy Park. Đã. Anh Lê Huy Khoa cũng là người phải kiểm tra lại xem còn ai không có không. Đấy. Và câu chuyện này là câu chuyện mà chắc là chúng ta cũng đã kể với nhau rồi, là ban huấn luyện thường phân công nhiệm vụ ra cho mỗi một người trong cái chuyến đi. Đây, thầy Park yêu cầu Thành Trung là bỏ mũ ra. Thực ra thì mình không thấy điều khoản nào cấm là đội mũ ở trong sân bay, nhưng mà khi mà làm thủ tục thì phải bỏ mũ. Đấy, chúng ta nhìn thấy Đặng Văn Lâm đây, không khác gì trở về nhà. Thầy Park sẽ dẫn tất cả các cầu thủ đi, nhưng đảm bảo luôn là thầy sẽ đứng lại để cho những người học trò của mình đi trước. Ông sẽ là người khóa đuôi, ông sẽ nhìn từng gương mặt, ông sẽ điểm danh từng người một. Đấy. Và chắc chắn rồi, có thể là ông sẽ đếm từng bước chân của các cầu thủ. Đấy, chúng ta thấy là một người cha đang chăm sóc và đang theo dõi con của mình. Chúng ta hay nói là thầy Park có một cái khả năng rất là phi phàm. Tài năng của ông là điều mà tất cả chúng ta đều nhìn thấy. Nhưng mình nghĩ là nếu coi ông là một phù thủy thì phép màu của ông nằm ở chính những cái điều nhỏ bé như thế này. Làm rất tốt, tất cả cầu thủ đều có cảm giác như là họ phải tuân thủ những cái điều nhỏ nhất. Đây, lại một nhóm cổ động viên nữa. Không chỉ với các cầu thủ đâu, và huấn luyện viên Park Hang-seo cũng rất là có tình cảm cũng như là quan tâm đến các cổ động viên của chúng ta. Đây, lại thêm một kiểu ảnh selfie nữa, rất là hay. Đó. Các bạn thấy không? Huấn luyện viên Park Hang-seo quan tâm đến cả những cổ động viên của mình. Và ông cũng tiếp tục quan sát các cầu thủ của mình. Khi huấn luyện viên Park Hang-seo quan tâm đến các học trò, quan tâm đến mọi người trong đoàn, thì ở phía ngay gần màn hình nhất của chúng ta, đấy là trợ lý, là người mà sẽ chăm lo cho thầy Park. Đấy, chúng ta nhìn thấy là đây là một cái vòng tròn khép kín mà mọi người có một cảm giác là đang có một cái quy trình kiểm tra chéo. Thầy Park vẫn tiếp tục quan sát. Đấy. Tôi rất muốn kể cho các bạn nghe một câu chuyện như này, là có một cái tính hệ thống để các bạn hiểu cái cách làm việc của thầy Park. Không đao to búa lớn. Đấy, và luôn luôn làm tốt nhất những cái công việc nhỏ bé nhất của mình. Đấy, chúng ta nhìn thấy đây là Tuấn Anh. Và chúng ta vẫn phải tập trung vào thầy Park. Chắc chắn lại đứng đây rồi. Đảm bảo luôn với các bạn, chắc chắn là ông sẽ đứng lại để quan sát các cầu thủ, luôn luôn hướng về phía sau. Đây, chúng ta nhìn thấy ông đang tiếp tục nhìn về phía sau. Chắc chắn là phải có cầu thủ đang đi ở phía sau. Bây giờ tôi quay lại thì xem các bạn xem đấy là ai nhé. Thành Trung đúng không ạ? Và huấn luyện viên Lưu Đình Tuấn. Đấy, ông vẫy tay như thế là chắc là có người đang chụp ảnh rồi. Nhiều khi các cầu thủ cũng phải biết từ chối. Đấy, thầy đã từ chối một cổ động viên để nói với các học trò của mình. Đây là điều rất quan trọng. Đấy, nhưng yên tâm là không bao giờ bỏ lại cổ động viên của mình. Đấy, chắc chắn rồi. Tôi nói là chắc chắn luôn. Có một kiểu ảnh selfie rồi, nhưng lại phải quan sát các học trò của mình. Đấy, nhiều khi các cầu thủ của mình là nhiều khi cầm điện thoại lên là quên hết. Nhưng đã có thầy Park đây rồi.
thầy lại ra dấu hiệu, ý nói nhanh lên. Và ở chỗ đông đúc như này rất sợ là bị tách đoàn. Đây, lại một người nữa. Ok. Những lúc như này mà bị tách đoàn rồi bị lạc thì rất nguy hiểm. Đấy, thầy lại đứng ở đây rồi. Không chụp ảnh nữa. Trong những lúc đi công tác thì chúng tôi thường xuyên nhận được những cái tình cảm như thế này của các cổ động viên dành cho đội tuyển của chúng ta. Nhưng ngày hôm nay thì tôi muốn kể cho các bạn nghe một câu chuyện về thầy Park. Một câu chuyện rất giản dị. Đó là cái câu chuyện trên một hành trình di chuyển từ Việt Nam sang Thái Lan. Chúng ta nhìn thấy là thầy luôn luôn là người ra trước nhưng luôn luôn là người khóa đuôi. Ra sân bay trước, ra máy bay trước nhưng lại là người khóa đuôi. Và ánh mắt của ông thì luôn luôn quan sát tất cả các học trò để chắc chắn rằng không có bất cứ một ai bị bỏ lại phía sau, không có bất cứ một ai bị lạc. Đấy. Và với những cái hành động nhỏ như này thì thầy Park cũng đã truyền đi một thông điệp rất quan trọng. Đấy là các cầu thủ phải luôn luôn quan tâm đến những công việc nhỏ nhất. Đấy. Phải chỉn chu, phải có kỷ luật. Hình như là có một cổ động viên Tây. Một cổ động viên Tây. Và ngay lập tức là trợ lý của thầy Park Hang Seo đã có một cái giao lưu gì đó bằng tiếng Pháp mà mình không hiểu. Đây. Cứ khi nào nhìn thấy học trò là thầy Park là bắt đầu sẽ có những cái thông điệp. Đấy, thầy ra hiệu là các cầu thủ phải tập trung. Bởi vì là chúng ta sẽ đợi xem là người đón tiếp của chúng ta sẽ đưa chúng ta ra cửa nào. Và tất cả những người chưa hoàn thành thủ tục nhập cảnh, đây chính là cái tờ khai hải quan. Đấy. Trần Văn Kiên ngày hôm nay cũng để quên cái hộ chiếu ở trên bàn ăn ở phòng VIP. Cuối cùng thì Quang Hải phải nhận và mang đến. Bản thân thầy Park thì ở trong phòng VIP thầy quên cái ba lô, chính là cái ba lô mà thầy đang đeo ở trên lưng này. Và cuối cùng thì cũng phải có một nhân viên của sân bay giúp đỡ. Thầy đang chỉ gì đây? À, lại là Quang Hải, người mà đã lỡ chuyến bay từ Nga về Việt Nam, được thầy quan tâm đặc biệt. Ở đây hình như là Tư Dũng đang muốn đi tè, thầy là yêu cầu là đi, nhưng mà chắc chắn là thầy sẽ ở lại để thầy chờ, chắc chắn là như thế. Đấy, một học trò đi toilet thôi nhưng mà thầy cũng vẫn phải quan sát, bởi vì không phải cầu thủ nào của Việt Nam của chúng ta tiếng Anh cũng đủ tốt để có thể đến cái nơi tập kết an toàn. Thầy chắc chắn là thầy sẽ đứng lại đấy, tôi bảo ngay. Thầy đứng lại. Và đây là điểm cuối cùng. Chúng ta đã đến sân bay Bangkok và chuẩn bị lấy đồ. Đây là Đặng Văn Lâm, người mà coi Bangkok và khách sạn Novotel thì không khác gì ở nhà. Khách sạn Novotel thì ở ngay gần sân vận động SGC của Mường Thông United, tức là câu lạc bộ của Văn Lâm, chỉ được khoảng tầm 2 phút đi bộ. Và đây, tất cả các cầu thủ của chúng ta đã có được hành lý và bây giờ là sẽ đi về. Hy vọng rằng là câu chuyện ngày hôm nay chúng ta đi cùng với thầy Park để hiểu xem thầy ân cần tỉ mỉ và hỗ trợ các học trò của mình như thế nào. Chúng ta có thể đặt mục tiêu rất cao nhưng xin hãy làm tốt những cái công việc nhỏ một cách hiệu quả nhất. Đó là thông điệp của ngày hôm nay. Xin được cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian cho chương trình hôm nay.
Thank you.